điểm rác ấy. Từ đầu tháng 4 năm 2023, lượng phao xốp và rác thải nhỏ, túi ni lông trôi nổi xuất hiện nhiều trên vùng biển Quảng Ninh do hoạt động chuyển đổi phao xốp. Để xử lý, những người công nhân môi trường biển đã tự chế các te vớt rác trông đơn giản nhưng lại rất có uy lực. Te vớt rác được cấu thành từ một mảnh lưới mắt nhỏ khoảng 0,5cm, cố định bằng hai thanh tre gắn ở đầu tàu. Khi tàu di chuyển, sẽ vớt các loại rác nổi cỡ nhỏ. Cái te này có tác dụng là khi mà mình cho xuống mặt nước này, như kiểu cái chả đấy. Cái te thì nó vớt được những cái rác nhỏ như phao xốp nó rơi ra đấy, là nó rất là nhỏ và túi bóng ni lông. Lượng rác thu được trung bình từ mỗi chiếc te này khoảng 7 tạ một ngày. Đội thu gom rác có 4 tàu, 16 công nhân viên tập trung thu gom tại 4 điểm nóng về rác, gồm bãi tắm Cột 8, khu quy hoạch triển lãm tỉnh Quảng Ninh, chợ Hạ Long 1, bến phà cũ. Các đội hoạt động tất cả các ngày trong năm. Cái khó khăn của chúng tôi là rác trôi nổi rất nhiều. Chúng tôi vừa vớt xong rồi nó rác lại trôi vào. Và khi có những cục xốp to trôi vào thì chúng tôi phải dùng rìa hoặc là dùng tay vớt. Và những lúc gió to, sóng to thì rất là khó khăn trong việc vớt rác. Đơn vị thu gom rác là công ty cổ phần thương mại Phúc Thành, duy trì thu gom, vớt rác trôi nổi ven bờ Vịnh Hạ Long từ khu vực bến phà cũ, phường Hồng Gai đến cảng Nam Cầu Trắng, phường Hồng Hà với diện tích khoảng 608,4 ha. Từ đầu năm 2023 đến nay đã có khoảng 400 tấn rác được vớt. Thời gian tới, địa phương có kế hoạch mở rộng diện tích thu gom rác ven bờ Vịnh Hạ Long từ khu vực bãi tắm Hòn Gai đến khu vực tiếp giáp thành phố Cẩm Phả với tổng diện tích tăng thêm khoảng 450 ha.